Em xin chào cả nhà nghe. Hôm nay em đi vô vườn hoa màu dưa leo nè. Đó, với khổ qua để em quay cho anh chị và các bạn xem cái cách trồng dưa của bà con mình ha. Chỗ em thì toàn là ruộng lúa mà. Còn mấy cái trồng như thế này thì cũng ít có gặp. Rồi, để em quay cho anh chị và các bạn xem vài hình ảnh nha. Có mấy con vịt mà màu đen là gì mà? Xiêm hả? Vịt đó mà nó vịt rằng kêu vịt Thái Thái Lan Dạ. á. Nó tưởng cho ăn chạy lại. Tưởng cho ăn rồi lại. Ai ai để chạy đi. Ai để chạy đi. Ai để chạy đi. Ai lấy về gã chưa? Phải chạy hả? Cái này phải biết rải mới tròn chứ không mà rải méo xẹo không vô cá. Ở vì ba nhiều ao quá ha, chắc cá nhiều. Kinh quá vậy, khác đó hả? Khác đó hả? Dạ. Bây giờ mình ra ruộng các bạn ha. Anh Ba Tài đang hái ngoài á. Dạ. Đây nhà trong xóm các bạn. Nhà này nhà mới xây nè, nhà lớn đó ha. Dạ. Ở đây là xã Phước Ti, Cần Đước, Long An các bạn ha. Cách chỗ nhà em tầm khoảng mười mấy cây số, 20 cây số. Ơi, có mực quá chừng luôn. Có mực quá trời luôn nè. Được rồi, mình có bài thuốc có mực trị xì thận á, hết bệnh á. Các bạn nếu mà các bạn quan tâm hoặc là có ai cần á thì mình chia sẻ ha, trên kênh Nam Việt hoặc là kênh Sức Khỏe 60 giây luôn. Ở nay Tết là đập hả mẹ? Cái này thường thường nay Tết luôn á. Hiện nay em có chắc có ngày hơn. Mấy kia trồng rồi các bạn. Mẹ, mấy kia trồng rồi mẹ. Anh Tài với anh kia anh Minh Ngọc á. Dạ. Ở đó trồng gì đó? Cà hả mẹ? Không biết coi ra coi thử. À, ruộng lúa mình bông ha. Ruộng gì ba? Dạ. Rồi. Ở đây nhà thưa quá hả mẹ? Giờ đi lên hết rồi đó, ở đây đưa thưa đưa thưa giờ giờ đi lên hết. Bắt năm đó ở rồi đó. Cái này trồng lúa này một vụ hay sao mà cao dữ mà? Trồng hai vụ này, vụ hai nè. Vụ hai mà cao quá vậy ta? Tại nguyên. À. Thường thấy mấy vụ lúa nó lùng lùng thôi. Đi đi để người ta về. Nó sơi. Dạ, ủa. Rồi dưa leo rồi. Ừ, rồi. Rồi lát nữa cho năm mới nghe Tài. Không cho nữa thôi à, nó tới vườn rồi. Xấu của năm. Ừ. Cái này mình có phân loại nó ra xấu như tốt. Lửa dạ. Dạ, chị để về kho bán ha. Nhất nhì ba. Ừ, nhưng mà sao nhỏ vậy mà lại hái? Hả? Nó đẹp. Cái này nó đèo đẹp cái gì mà cũng phải hái luôn hả? Muối này muối. Làm chua. Là nó tới tuổi già rồi phải hái hả? Vậy nó đâu lớn gì nữa đâu. Cũng như nó ra vậy nó không có lớn nữa. Lớn, nó bị đẹp. Dạ anh hái. Dạ. Rồi, trồng hay quá ha. Con chưa có vô vườn dưa leo lần nào luôn á. Dạ hả? Dạ. Khô qua hả? Khô qua hả? Ngọc có hái không? Anh chưa hái sao ít ngày nó mới hái. Dạ hả? Chưa hái. Vậy là đang có trái lâm rồi hả? Rồi cái này nước mình bơm đâu vô vậy anh? Ngoài sông hả? Ngoài kinh bơm vô đây, đó tưới tưới trên đây phải không? Dạ, mình đi dưới nằm tát nữa. Tát lên. Vụ này dở quá, nắng dở quá. Dạ hả? Dạ. Còn cái mùa mà mưa mưa nó ngon hả? Sao người ta nói mùa mưa anh trồng đồ hình nó dễ hơn nụ? Thì cái đó ăn thua thì mình... Ủa sao dưa leo nó có gai ta? Hả? Có gai vậy đó. Vậy hả? Ừ. Chưa thấy lần nào luôn. Ừ. Nhưng mà lớn nó rụng hả mà? Ừ. Thằng kia thằng mình chùi nó hết không? Ừ. Kia tốt hơn. Để con đi mình đi ha. Dạ. Đi đi qua bên vườn Ngọc à. Nó làm gì con Năm? Đây nó đi à, con làm thành phố. À, cái này nó leo lên tuốt trên đây luôn hả anh? Cao quá ha. Rồi cái trái nó thòng hai bên cái mình ra trên bên giữa mình hái. Mình người đi đường giữa, người đi đường này. Dạ. Không đi đường này thì tốt chứ lắm. Dạ. Cũng như người đi bà, người đi dưới nước.
À, đẹp quá ha. Dạ. Nước ngoài sông nó cạn. À. Dạ chỗ này chỉ để trồng hoa màu thôi chứ đâu có trồng lúa ha. Dạ. Vậy nay anh hái trái chưa? Có rồi hả? Dạ. À, các bạn thấy rất là đẹp ha, y như vườn nho luôn. Vườn nho Ninh Thuận á các bạn, cũng giống vậy nè, nhưng mà nó lại leo lên trên lưới phía bên trên đầu á, nó mới thòng xuống. Còn cái này thì nó thòng trái qua hai bên. Cái này thì càng về miền Tây thì các bạn thấy càng nhiều ha. Là dây khổ qua nè. Nhưng mà chỗ em thì lại ít trồng nên em cũng ít có thấy. Đẹp quá. Đại trái nè các bạn. Cái khổ qua ha. Giờ là mới bắt đầu thu hoạch cho tới Tết luôn. À, giờ mình mong. Giờ là còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết các bạn. Nên là bây giờ là bắt đầu ra trái lần lần rồi đó. Không biết bên kia trồng cái gì, như mới trồng à. Trồng này cực lắm á các bạn. Này, hay có trái quá trời đã luôn nè. À, các bạn thấy không? Đây, hai bên là đào một cái đường mương các bạn ha, để bơm nước vào đây. Đó, tưới cho cây. Cây thì trồng ở phía trên cao này, một bên cao một bên thấp ha. Đây, hai cây chụm lại ha, ở dưới thì mình giăng lưới. Còn nếu mà cây nào mà leo nhiều quá thì mình sẽ giăng lưới ở phía trên đầu nó luôn. Nước sấy rồi các bạn. Nước sấy là từ đó nó chạy qua đây nè. Có một cái ống để nó thông nhau. Thì tùy theo cái hoa màu mà ngày tuổi nào á đó, để mình giữ nước cao hay thấp ha. À, mình đi ra thôi. Trồng cái này chăm sóc cực lắm các bạn. Mà rau hiện giờ thì mẹ nó rất là rẻ. Này, trái khô qua nè. Chị ba, mẹ cắt cho em yên nè. Để con đi vòng xuống đây. Đó có đường đi ra không? Đường nào cũng đi được hết á. Nó xuống ha, anh Ngọc đó rồi. À, anh đi tưới ở đâu rồi không biết. À, mới vừa bắt đầu thu hoạch rồi mà có vậy trái có mà ít lắm nè. Đây nè, mấy trái rất là to đây nè. Dạ anh ơi, bây giờ mới bắt đầu hái cũng được ít à, ngậm sát đất quá trời luôn nè. 2 giờ tới Tết mà. Tết đổ qua mắt lắm. Dạ hả? Tại vì ai cũng cần á. Anh Ngọc đi đặc biệt rồi hả? Dạ. Còn đây anh Ngọc trồng dưa leo nữa đây chứ. Chắc bên đó dưa leo quá. Trồng này chăm sóc cực quá ha. Ngày nào cũng phải bơm nước, tưới tiêu rồi đi hái nè. Cái máy bơm nè các bạn, mình bơm nước từ cái ao này qua ao kia. Chứ còn cái không mà kinh vô, còn cái rảnh thì đào sẵn vậy đây, nên là nó rất là đều. Cái này thì chỉ có ở miền Tây mới trồng dễ các bạn. Đây đất nó bằng phẳng ha. Đất nó bằng phẳng nên mình mới làm mấy cái rảnh tưới nước đều rồi nha. Dạ. Hái thì người đi hái trên, người đi hái dưới. Dạ. Vậy cũng hay ha. Có mực đây trồng à. Có mực đây trồng cũng được quá ha. Bên đây là dưa leo trồng nó lâu ngày hơn cái dãy đằng kia các bạn ha. Này hái à, các bạn thấy trái nè. Dần dần muốn hết trái rồi. Dạ. Anh Tài mới hái hơn nửa đường rồi. Tại nó như mùa nắng này nó dở hơn.
Ở mấy chỗ miền Tây xa hơn thì họ đào cái đường mương mà cái chiếc xuồng ba lá chui vô được mà. Khỏi phải lội xuống ruộng. Dạ. Này cái chạy rộn rộn vậy nhiều nơi tưởng đâu là nước suối. Ở chỗ này thì đất rất là thấp các bạn ha, chỉ đà bơm ở dưới sông lên thôi. Góc Nhật nè, góc Nhật. Này là Việt Nam các bạn. Vậy ăn được. Cô Năm hồi nãy cô ghé nhà má con với hay gì đó. Có ghé không? Hồi nãy đi đi qua không gặp. À cái đi trở lại cũng không gặp. Tại hồi nãy nghe mấy... con dâu con nó nói biết ai mà hỏi nhà bà nội có nhà không. Rồi cái ủa sao cái dâu nhà nó đâu có biết cô là. Ừ cái ủa sao kỳ vậy, giờ mình trở lại tới nhà chi ăn rồi mà sao nhà Út Ngọc đâu ta? Thôi giờ mình trở lại dì ba cái nó mời không có nhà, cái sao giờ ở ở nhà mừng quá. Thì cái nó nói nội con trong nhà. Sao kiếm cái nhà không gặp đi chứ. Con tưởng là ai con nữa phụ qua chị hả? Dạ phụ em chứ. Cái đứa dâu này là đứa dâu nào? Dạ anh chị Sáu này. Này dâu Út của cô Năm. Dạ con dâu hả? Dạ. Con đi canh dưa vậy con ra chợ con ngồi con bán bậy nữa. Vậy hả? Phải không? Thì con canh dưa khi con đi chợ cô Năm con bỏ mối ra luôn. Nhà ngoại cái con anh tới bằng chú rồi hả? Vậy sao không cho tới nào nghe. Ở xuống kia tới bằng phố nữa. Dài cao dữ vậy. Đừng cho thêm tới nào hết á. Anh tới vườn mình mua về cho bà con trái ăn chơi. Cô Năm cô Năm lấy dưa nào? Cái dưa tớp. Cái dưa tớp hả? Mà không cần trái bự. Cái gì dừa nhỏ. Nhỏ không phải trái lớn. Trái mấy trái bự nè mới đã nè. Mấy trái vậy nè mới ngon nè, dừa dừa vậy nè. Năm thích vậy nè. À, dài dài dạ. Thon thon. Được cho năm mấy ký luôn chị. Có 50 ngàn thôi. Sách đủ nặng 50 ngàn, sách không nổi đó cô Năm ơi. Cái trái dừa nè. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại.